Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân cùng Á hậu Kim Duyên giản dị làm từ thiện trên chuyến xe thực phẩm không đồng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của con người, đặc biệt hơn khi thành phố Hồ Chí Minh phải đối diện với tâm dịch, rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã có những hành động thiết thực, ủng hộ cho con người nơi đây. Thấu hiểu những khó khăn đó, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên đã chính thức đồng hành cùng dự án chuyến xe thực phẩm không đồng với mục đích chính là cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Rời bỏ những bộ simi lộng lẫy, hai chị em Hoàng Vũ khăn gói lên đường với trang phục bảo hộ và đặc biệt là tuân thủ 5K theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Khánh Vân Kim Duyên ghi điểm với hành động thiết thực và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người. Được biết, đây không phải là chuyến từ thiện đầu tiên của hai chị em. Trước đó họ từng ủng hộ quyên góp và trao tặng rất nhiều phần quà cho địa bàn bị phong tỏa bởi dịch Covid-19. Khánh Vân từng cho biết cô rất nhớ sự náo nhiệt, sôi động của thành phố nơi mình đã sinh ra. Nhớ lắm, rồi thành phố sẽ khỏe lại, cuộc sống lại trở về như trước đây. Quan trọng nhất là chúng ta luôn giữ tinh thần lạc quan, dù có khó khăn cũng phải luôn giữ niềm tin, lan tỏa năng lượng tích cực, chia sẻ yêu thương với cộng đồng và đồng lòng cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Á hậu Kim Duyên xúc động khi tận tay trao tặng những phần quà đến tận tay bà con. Hôm nay, Duyên và các anh chị đã trao hết 60 tấn rau củ quả, thịt, trứng, sữa và gạo đến các khu phong tỏa cách ly. Và Duyên tin rằng còn nhiều chuyến đi như thế nữa trong thời gian tới, bà con mình yên tâm nhé. Hy vọng những hành động thiết thực này sẽ giúp Kim Duyên có được nhiều nguồn năng lượng mới để sẵn sàng chinh phục hành trình Miss Universe 2021 tại Israel. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.